chẳng có ai tìm được tụi mình trong này đâu. Trong đây tụi mình an toàn rồi. Thùy ơi, mẹ cho con đồ chơi này. Đồ chơi nhiều quá đâu vậy mẹ? Bác Năm chuyển sang nhà mới, với lại anh Sơn cũng lớn rồi, không chơi mấy cái này nữa, nên anh ấy gửi cho con đấy. Thùy ơi, con có thấy con búp bê mẹ trưng trên tủ đâu không? Thùy ơi, tí. Chắc lại chạy đi chơi rồi. Thằng Hùng có anh Năm sắp lấy vợ đấy anh. Nhanh nhỉ? Ủa vậy hả? Chừng nào vậy em? Cuối tháng này. Sáng nay nó mới sang nhà mình đưa thiệp. Tụi con nít bây giờ nó lớn nhanh quá ha. Biết chừng nào thằng tí nhà mình mới lấy vợ đây. Dạ chắc còn lâu lắm á mẹ. Kia bê phong mày. Ừ đúng rồi. Má bó lại cái mày. Má mặc đồ gì thế gớm à. Ghê mày. Gì? Má ghê quá. Đâm chém hút sách thì ghê quá. Lại còn bọn đồng tính nữa. Đàn ông phải ra đàn ông chứ. Bây giờ bọn nó dị hợm quá. Đâu phải ghê nào cũng vậy đâu mẹ. Sống lệch lạc như vậy thì cuối cùng cũng như nhau cả thôi. Dạ. Chắc là học bài trước nha mẹ. Cái thằng bóng lại cái sống lệch lạc như vậy thì cuối cùng cũng như nhau cả thôi.